Trao đổi với tuổi trẻ online sáng ngày 20 tháng 2, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ một học sinh F0 đang lưu trú tại một tu viện ở phường 5, quận Gò Vấp, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này, phát hiện 54 ca dương tính gồm 53 học sinh và một tu sĩ. Nhận thấy có sự lây nhiễm ở tu viện, Ủy ban Nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã nhanh chóng kiểm tra, hướng dẫn cách chăm sóc, điều trị F0 theo dõi F1, đồng thời tạm phong tỏa toàn bộ khu viên tu viện, thông báo và phối hợp các trường học có học sinh lưu trú tại tu viện để tầm soát. Ngày 18 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Y tế quận đã đến làm việc, xử lý chùm ca nhiễm trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR ngẫu nhiên 10 ca F0 để giải trình tự gian, tầm soát biến chủng Omicron. Hiện chùm ca nhiễm trên đã được khoanh vùng. Phần lớn các em đang học cấp 2 đều đã tiêm vaccine tình trạng sức khỏe ổn được sự đồng thuận của phụ huynh các em đang cách ly tại tu viện